Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày Giáp Ngọ tháng Mậu Tý năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày, giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày giờ Bính Tý từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung kim ngày giáp ngọ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sa trung kim kỵ tuổi mậu tý nhâm tý ngày thổ hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi màu tốt nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, sông với tí, hình ngọ, hình dầu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hời. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt gồm sao thiên quan, tốt mọi việc, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát sao sáu trong ngày gồm có sao thiên ngục, sáu mọi việc, sao thiên hỏa, sáu về lập nhà, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao thiên tặc, sáu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang có điểm báo dễ gặp chuyện không hài lòng trong công việc ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày tí ngọ tương sung có kẻ ném đá giấu tay nhằm hãm hại bạn tuổi tí không muốn cho bạn có được thành công do đó trong ngày này đối với bạn tuổi tí bạn cần phải thận trọng trong từng việc mình làm đừng để lộ ra sơ hở cho kẻ xấu có cơ hội bày mưu tính kế hãm hại làm cho bạn sập bẫy bạn mạnh tuổi tí cũng cần phải có biện pháp đề phòng ở mọi lúc mọi nơi trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tụi tý bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này khiến cho mọi chuyện trong ngày hôm nay với bạn tụi tý dường như đều có sự thiếu suôn xỉa thuận lợi khi mà ngay cả chuyện tình cảm của bạn vốn dị đang rất tốt đẹp cũng trở nên không được như ý và với bạn tụi tý có thể sẽ phải mắc sai lầm rắc rối phiền phức ngoại ý muốn trong ngày hôm nay hiểu lầm khiến cho cuộc tình của bản mệnh đứng trước nguy cơ tan vỡ nếu như bạn tuổi tí không kịp thời tháo gỡ và chứng minh tình cảm của mình thì hố sâu ngăn cách giữa hai người sẽ được tạo ra về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim đề phòng kẻ xấu hãm hại hãy suy nghĩ và hành động khoa học hơn tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tình yêu đứng trước nguy cơ tan vỡ hãy tìm cách tháo gỡ mọi khúc mắc càng sớm càng tốt tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tình cảm chân thành sẽ chín tháng nên hãy cứ sống thật với lòng mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ công danh không được thuận lợi nên thay đổi bản thân học cách quyết tâm và bản lĩnh hơn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc hãy cố gắng nỗ lực để có được thành công như ý muốn vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi tỵ Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo không được may mắn cho lắm và bạn tuổi Sửu bạn đang gặp ngày Sửu ngọ tương hại. Cái điều này ảnh hưởng nhiều tới vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp phải nhiều rắc rối trong công việc vì tính khí của bạn nóng nảy mà ra. Hôm nay với bạn tuổi Sửu, bạn bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn và điềm đạm hơn thường ngày. Bạn có thể nổi nóng với đồng nghiệp chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt khó khăn và khắt khe với những người cùng hợp tác với mình, ảnh hưởng nhiều tới tín độ công việc của bạn và với bạn tuổi sửu trong ngày này nên đề phòng người nhâm tý bính tý giáp thân giáp dần có thể họ không có ý xấu nhưng những việc họ làm lại tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn mệnh tuổi sửu không thể bỏ co đừng để cho mình rơi vào tốt những con giáp dễ bị mắc bẫy của kẻ tiểu nhân khiến cho sự nghiệp của mình gặp nhiều trắc trở ngày này đối với bạn tự xỉu bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn sôi đường dẫn lối cho nên với bạn tự xỉu có thể nhanh chóng vượt qua được mọi chuyện bạn mệnh là người thông minh nhân từ dù không ham mê danh lợi thì cơ hội vẫn tự tìm đến với bạn thay vì hò hững, bạn hãy tận dụng lợi thế của mình để giúp đỡ nhiều người hơn nữa về tử vi tuổi ất xỉu, thuộc kim, tình cảm không tự nhiên mà có, nên biết quý trọng người đang bên cạnh mình. Tử vi tuổi đinh xỉu, thuộc thủy, dễ gặp nhiều rắc rối trong công việc vì tính khí của mình. Tử vi tuổi kỷ xỉu, thuộc hỏa, dễ gặp họa tiểu nhân ở các tuổi xung nên đề phòng. Tử vi tuổi tân xỉu, thuộc thổ, phát huy lợi thế của bản thân, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc công việc gặp trục trặc cần tập trung hơn để xử lý vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần Xem tử vi cho chúng ta thấy là Không ai có thể may mắn về tiền bạc như bạn tuổi dần trong ngày hôm nay Bởi với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện Mang lại cho bạn tuổi dần có những khoản tiền bất ngờ có thể là trúng thưởng đối tác trả nợ được cấp trên khiên tưởng thưởng nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi dần, đừng vì sẵn tiền trong tay mà tiêu xài quá hoang phí. Số tiền này không đủ để nâng bạn lên vị trí mới trong xã hội, nên cũng đừng có tỏa ra khoe khoang hay là khoa trương cho cả thiên hạ biết điều hiếu kỳ này bạn tuổi dần nhé. Ngày này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày ngộ hành mộc họa tương sinh, báo hiệu cho bạn có được niềm vui về con đường tình duyên và bạn tuổi dần, bạn chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trọn nhớ, ít nhất là bước khởi đầu của bạn rất chi là tốt. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có nhiều hung tinh chiếu mệnh như là sao thiên ngục, sao thiên hỏa, sao nguyệt phá, sao thiên tặc. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần trong ngày này không nên khởi tạo, nhất là về xây cất nhà cửa, dựng trại, cưới gã, trộm cửa, làm thủy lợi, nuôi tầm, diêu cấy hay là khai khẩn khai trương xuất hành bạn mệnh cần phải chú ý điều này về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công việc thuận lợi dễ kiếm được bạc tỷ tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa vợ chồng hòa thuận đồng lòng và cố gắng vì tương lai tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cân nhắc chi tiêu hợp lý tránh vung tay quá trán rồi lại nối tiếc tử vi tuổi canh dần thuộc mộc cần tập trung hơn trong công việc nếu muốn đạt được thành tích tốt, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, tiền bạc được dư dôi, thoải mái cho việc chi tiêu. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão nên cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc ngày hôm nay bởi bạn tuổi Mão đang gặp ngày Mão Ngọ tương phá điểm báo phá tài đang đến rất gần với bạn có thể bạn mệnh tuổi Mão sẽ mắc phải sai lầm lớn và cái giá bạn phải trả là tiền bạc trong ngày hôm nay bị thất thoát lớn kiếm được đồng tiền của thiên hạ không dễ dàng một chút nào vì thế với bạn tuổi Mão cần phải có kế hoạch chi tiết thấu đáo cho mọi chuyện nếu muốn tiền địa ra tiền, rủi ro luôn ở mức thấp với bạn. Bù lại, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài tương trợ. Cho nên, bạn tuổi mão cảm thấy tự tin trong mọi việc, từ công việc cho tới chuyện tình cảm. Cả những việc không dám quyết định hôm nay, bạn cũng quyết định dứt khoát hơn. Ai với bạn tuổi mão hoàn toàn tự tin vào trực giác của bản thân vì bạn hiểu rằng đó là những gì mình từng trải qua, từng đối mặt sẽ mang lại cho chúng ta cảm nhận rõ ràng về một sự việc đang đến. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy đường tình duyên khởi sắc, tình cảm đôi bên thắm thít mặn nồng. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tin tưởng vào bản thân, tương lai thành công sẽ nằm trong tầm tay. Từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ dễ mắc sai lầm, nguồn thu giảm sút. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc tính toán cẩn thận, từng đường đi nước bước để mọi việc được thuận lợi. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim tính kế đầu tư kinh doanh sáng suốt để tiền đẻ ra tiền. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện cho nên bạn tuổi thìn đang thể hiện rất tốt năng lực của mình thậm chí bạn còn khiến cho cấp trên ngạc nhiên với những năng lực tiềm ẩn trước đó chưa hề thể hiện ra ở bạn vận trình công việc của bạn tử thìn trong ngày này nhờ có đó mà có được nhiều sự may mắn việc hợp tác làm ăn vô cùng là thuận lợi và bạn tử thìn có được cơ hội lộc phát tài trong ngày hôm nay tuy nhiên trước khi hợp tác làm ăn thì bạn tuổi thìn cần phải tránh những người tuổi nhâm tý bính tý giáp thân giáp dần họ có thể khiến cho vận trình của bạn từ tốt chuyển sang 6 nên cẩn thận là hơn. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, họa dưỡng cho thổ. Bạn tuổi thìn có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình trong ngày hôm nay. Tình yêu sinh sôi nảy nở nhanh chóng, mối quan hệ thăng cấp bất ngờ khiến cho chính người trong cuộc cũng phải ngạc nhiên. Những câu chuyện vui gắn kết hai người lại với nhau, mọi người sẵn lòng xóa bỏ những hiểu lầm để gần nhau hơn nữa để cả hai có được cơ hội tìm thấy tiếng nói chung. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ quý nhân ở bên trợ mệnh, phát huy tốt năng lực, được cấp trên tin tưởng. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, hợp tác làm ăn sẽ có lợi nên tranh thủ cơ hội làm giàu. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, công danh sự nghiệp đi lên, tài lộc được dồi dào nên biết nắm bắt. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, sức khỏe giảm sút nên chú ý tập bộ cho bản thân. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, tình yêu sinh sôi nảy nở cùng vì nhau mà cố gắng cho tương lai. Về đánh giá của bà Tử Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Xem vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội cục nâng đỡ cho nên chuyện tiền bạc với bà tuổi tỵ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn mệnh tuổi tỵ nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền và nhanh tay dốc vốn vào đầu tư may mắn cho bạn mệnh khi thời cơ quá phù hợp và lợi nhuận thu về khá khả quan với bạn. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ ngày hôm nay cũng có đường tình duyên cực kỳ là vượng sắc. Nếu như bạn đang quản độc thân thì hôm nay hãy thử mở lòng mình nhận lời may mối của người thân xem sao. Xong, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang có điểm báo dạy nệ sinh trục trặc do thiên quan chiếu mệnh gây ra đủ chuyện rắc rối ngoài ý muốn. Vì tin người thái quá, cuối cùng với bà tuổi tỵ thành ra lại tự hại bản thân mình. Xét về mối quan hệ tương sinh tương khắc trong ngũ hành, thì bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này đang gặp ngày có họa khí vượng, cho nên bạn tuổi tỵ dễ mắc bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, rột nôn và lưỡi dễ nóng trong, bạn mệnh cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, thu nhập không tồi, tranh thủ tận hưởng cuộc sống, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, có tài vận lý tướng, lý tưởng, nhanh tay nắm bắt cơ hội về đầu tư sinh lời, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, đường tình duyên vượng sắc, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim có thể hóa giải những mâu thuẫn mọi chuyện hòa giải tốt đẹp tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tình cảm thăng hoa rực rỡ đôi lứa mặn nồng thắm thít vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình, cái điều này khiến cho bạn tuổi ngọ tâm trạng thất thường, rất dễ buồn phiền vì những chuyện liên quan tới tình cảm. Dẫu biết nhân duyên là thứ không thể miễn cưỡng, nhưng bản mệnh tuổi ngọ vẫn luôn cảm thấy tiếc nối khôn ngôi về những thứ đã trôi qua Ngày này với bà tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có họa khí quá vượng cho thấy gia đình đang bất ổn có nhiều chuyện tranh cãi lục đục có thể bản mệnh thời gian gần đây quá bận rộn cho nên không có thời gian cho gia đình dẫn đến những mâu thuẫn không được hóa giải. May mắn cho cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi ngọ bạn lại đang gặp được ngày có chính quan nhập cục cho nên, con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi ngọ đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Bạn mệnh nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tín thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá với mình. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp được thần tài hướng Đông Nam. Cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì bản mệnh có thể xem xét đến yếu tố này nói chung hôm nay với bạn tuổi ngọ sẽ khá bận rộn và vất vả nhưng khi nhìn lại thành quả thì mệt mỏi cũng sẽ tiêu tan bạn tuổi ngọ nhé vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tâm trạng thất thường dễ buồn phiền ảnh hưởng đến công việc tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy gia đạo bất an vợ chồng lạnh nhạt nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa gặp nhiều mâu thuẫn, bình tĩnh đối mặt và giải quyết, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, công danh thăng tiến nên biết nắm bắt cơ hội, tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc làm việc vất vả nhưng sẽ thu được kết quả xứng đáng. Về đánh giá của bản tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 2, số 9, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngọ mùi tương hội, nhờ thế mà bà tuổi Mùi có được nhân duyên vô cùng là tốt đẹp, vận đào hoa nở rộ, có khả năng thu hút được sự chú ý của mọi người trong ngày hôm nay và ngày này đối với bạn tuổi mùi những bạn đang còn độc thân có thể sẽ gặp được tình yêu mong đợi đã lâu duyên phận đến lúc nào đó chúng ta chẳng hề hay biết nhưng tình yêu sẽ có giác quan thứ sáu đôi bên sẽ tự tìm thấy nhau dựa vòng đời đông đúc này trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp được ngày hòa thổ tương sinh cái điều này mang đến cho bạn tuổi mùi có được vận trình tốt đẹp cho những ai đã có gia đình tình cảm sau những dông bão lại càng trở nên nồng nàn thắm thiết hơn và bạn tuổi mùi không thể tưởng tượng được có ngày hôm nay tình yêu lại nồng thắm đến như vậy cảm giác hạnh phúc ngập tràn ở trong tim chính án chiếu mệnh trao cho bạn tuổi mùi có thêm được quyền lực và sức mạnh và bạn tuổi mùi hãy tập trung làm tốt việc của mình để không lỡ mất cơ hội thăng tín. Bạn mệnh hôm nay được cấp trên trao cho thử thách để có được sức mạnh đó. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim vận đào hoa nở rộ có khả năng thu hút được mọi ánh nhìn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình cảm vợ chồng tốt đẹp đôi lứa yêu thương và quan tâm lẫn nhau, tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa, quyền lực trong tay, tranh thủ để thăng tín, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, sức mạnh tình yêu biến thành động lực để làm việc tốt hơn, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, cấp trên tin tưởng nên tranh thủ thể hiện năng lực của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, bạn tuổi thân nên linh hoạt hơn trong công việc của mình. Có những lúc sự cứng nhắc sẽ khiến cho bạn tuổi thân mất đi cơ hội thể hiện tốt năng lực của mình và thuyết phục cấp trên về khả năng thăng tín. Bạn tuổi thân, bản tính của bạn có sự nhanh nhẹn, tháo vát thích nghi nhanh nên chỉ cần điều chỉnh lại bản thân một chút, mọi khó khăn của bạn đều có thể được giải quyết dễ dàng. Hãy luôn tự tin vào bản thân mình hơn nữa. Trong cái mối quan hệ tương sinh tương khắc của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, ngày này bạn đang gặp ngày có họa xung khắc với kim. Cái điều này gây ra những bất đồng trong mối quan hệ tình cảm của bạn. Vợ chồng dễ nảy sinh tranh chấp cãi vã về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền hàng ngày. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thân là ở bất kỳ hoàn cảnh nào bạn mệnh cũng phải giữ bình tĩnh cho mình, tình yêu như tòa lâu đài cát, xây thì khó chứ phá thì dễ dàng vô cùng, tình yêu mong manh nên cần phải cả hai người chung tay vun đắp, giữ gìn mới có thể tồn tại được lâu bền. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, muốn thành công phải linh hoạt và nắm bắt tốt cơ hội đến với mình, tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, tình cảm vợ chồng bất hòa, vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi nên bình tĩnh giải quyết, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, hóa giải nghi ngờ, mọi chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt, tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc dù trong hoàn cảnh nào, hãy giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim có cơ hội thăng quan tiến trúc nên biết nắm bắt. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện, cho nên bạn tuổi Dậu đang có điểm báo, có những vấn đề liên quan tới việc tranh đoạt về tài sản, trộm cướp, nghi ngờ, mâu thuẫn. Sự mù quáng của bạn tuổi giàu có thể khiến cho bạn mệnh phải trả giá khá chi là đắt và lúc này với bạn tuổi giàu cần phải hết sức bình tĩnh để xử lý mọi việc. Đừng có quá quan trọng đúng sai vì điều đó vẫn ảnh hưởng tới mối quan hệ mà bạn đang cố xây dựng bấy lâu nay. Cùng với đó, trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có họa khắc với kia Kim cũng khiến cho bạn tuổi Dậu gặp phải nhiều chuyện không như ý trong đường tình duyên của mình. Đối với những bạn đang quản độc thân, bạn thầm thương trộm nhớ người ta, người ta lại chẳng đối hoài gì tới bạn. Dù người ấy có ở ngay bên cạnh bạn, nhưng thực sự trái tim của họ đâu có dành cho bạn về tình cảm vợ chồng đang có sự đồng sàng di mộng không tìm được tiếng nói chung và bạn tuổi dậu mệt mỏi khi mà chỉ một vấn đề đơn giản hai người cũng tranh cãi không ngừng nghỉ ngày này với bà tuổi dậu hỷ thần ở hướng đông bắc và tài thần ở hướng đông nam bạn hãy thử hẹn hòa tại một vị trí trong hai hướng này để hâm nóng lại tình cảm xem sao về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, dễ gây mâu thuẫn, nên biết kiềm chế, đừng làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, phát huy năng lực của bản thân sẽ đạt được thành công rực rỡ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, có cơ hội phát triển, nên biết nắm bắt. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, sai lầm có thể sẽ phải trả giá đắt, nên suy nghĩ trước khi hành động. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, tình cảm chuyện biến xấu nên vun viến và quan tâm nhau nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi thìn Tử vi tuổi tuất thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tuất Xem tử vi cho chúng ta thấy là Với bà tuổi tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần ngọa tuất phù trợ cho nên bạn tuổi Tuất đang có được báo hiệu trong ngày hôm nay sẽ là một ngày xôn xỉa vô cùng là may mắn với bạn. Bạn tuổi tuất đang có được vận, quý nhân nâng đỡ giúp cho chuyện làm ăn của bạn mệnh được thuận lợi, tiền bạc được hanh thông, lợi nhuận càng ngày càng tăng tín với bạn. Và với bạn tuổi tuất, đây là thời điểm vàng để cho bạn kiếm tiền. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi tuất cần phải lập ra những kế hoạch chi tiêu sao cho khoa học với mình, chớ nên có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, rẻ rơi vào cảnh tốn thiếu bởi đây là khoảng thời gian mà bạn tuổi tuất phải chi tiêu khá chi là nhiều tiền. Bạn cần phải cố gắng hạn chế bản thân, chi tiêu cho những việc thực sự không cần thiết. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này, đối với bà tuổi tốt, bạn tuổi tuất bạn mệnh cũng nên nhớ rằng những gì bạn có được hoàn toàn không phải là do bạn làm ra, mà do công sức của bao nhiêu người hỗ trợ cho bạn vì thế chớ nên kiêu ngạo mà bày tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ cho mình. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tin vui về đường công danh, tài lộc, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tình cảm như ý, đôi lứa nguyện hy sinh cho nhau, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có quý nhân giúp sức, mọi khó khăn đều dễ dàng vượt qua, tử vi tuổi canh tuất Tuổi Kim công việc càng ngày càng suôn sẻ, may mắn nên biết nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ năm này đối với ba tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với ba tuổi hợi đang gặp được ngày có thực thần trợ vận, cho nên bạn tuổi hợi công việc cũng như là túi tiền của bản mệnh hôm nay luôn may mắn và căng phòng vận may tài lộc đến dù cho cố cạn cũng không được bạn mệnh tuổi hợi thoải mái cho việc tiêu xài mà không cần phải lo lắng có điều trong ngày này đối với bạn tuổi hợi bạn lại đang gặp ngày họa khác với thủy sẽ gây ra những bất đồng trong cái mối quan hệ tình cảm của bạn vợ chồng đang có điểm báo có sự lục đục trong nhà mọi chuyện xào xáo nếu bất bình tĩnh thì rất có thể sẽ không thể kìm giữ được thế cục và với bà tuổi hợi bất cứ lúc nào bạn mệnh cũng cần phải giữ bình tĩnh cho mình yêu nhau đã là nhân duyên còn bên nhau có được dài lâu hay là không tùy thuộc vào rất nhiều sự cố gắng và vun vén của cả hai người đừng để cho tình yêu héo úa Đối với những ai đang còn độc thân, bạn mệnh chưa tìm được người thực sự phù hợp với mình, cho nên đành ngậm ngùi ôm mối nhân duyên đã lỡ. Nhưng cũng đừng quá buồn, rồi bạn sẽ gặp được người ấy của mình. Hãy cứ để cho vạn sự tùy duyên, đừng có có gượng ép mà làm gì. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tài lộc dồi dào, tiền bạc rũng rỉnh nên thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tình cảm chuyện biến xấu nên biết tự điều chỉnh. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, công việc suôn sẻ sẽ đạt được thành tích cao. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, hãy cứ để vạn sự tử duy tùy duyên, đừng có miệng cưỡng, gượng ép điều gì. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, vợ chồng lục đục dễ xảy ra tranh cãi nên nghiêm túc ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết êm đẹp nhất. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tụi tí, tụi xỉu, tụi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.